video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim, chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm, hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
lũ chi bay hơn phùa em nở. Chép khó rằng bản năm ta chẳng khôn xưa nguồn, coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại, coi dù ai nở lâu kẻ ai nhà kín lại. Bao mi lũ dù nặng ai em mù mà bết cây nhà tành ai tô khó mò nhà hay nhà ná tức lại bao mi lũ trời cùng đu nhánh liều khay chi bay bên lũ hứa xó lũ vừa chờ ai em hạ cơn hạ cung khổ lại ai sao chẳng xưa chưa ngờ lũ xú vua bắc khen bắc có em lạc khai trong sư hờ đu gian phú gian già đu mai lũ nhánh em nhà mong lại của em nở. Chép khó rằng bản năm ta chẳng khôn xưa nguồn, coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại, coi dù ai nở lâu kẻ ai nhà kín lại. Bao mi lũ dù nặng ai em mù mà bết cây nhà tành lại tô khó mò nhà hay nhà ná tức lại bao mi lũ trời cùng mù những liều khay chi bay bên lũ vươn xó lũ vừa chờ ai em hạ cơn hạ cung khổ lại ai sao chẳng xưa chưa ngờ lũ xú vua bắc khen bắc có em lạc khai trong sư hờ lu gian phú gian già đu ngài lũ nhé. Trong sư hờ lu gian phú gian già đu ngài lũ nhánh em nhà mong lầy lũ bao lầy ngoài nhà lên ính mô ai chết năm ta cùng mùa lắm lại ca khay bay nỡ mùa mía thở coi mừng lẻ căn muôn trời phú già chiếc chờ ai chờ ai em lũ bầy hươn phùa. Thank you.
你整夜梦来，我没等待朝包飞能后富舍发舍诺富平把平女舍班口来将中团把耳门 I am one 你把将近将座我没冲梦满带你把耳门喊tam chong khai lu pe lu pa em coi hát coi bố ô lu em nó bên bia ai hâu coi hát coi bắn nhau cần cất cung cử môn sẽ thay dệt ná liêng cần ai tình nóng pa nóng sẽ xuân phát xuân bó khám hồi khám bú hát cần tao thao đọng nó toàn ba má chóc lầu trong muôn tan trầu trong phùa mía mơ mi lù mi tàu to cạn toàn nà bóng mê mứ nhí bên phùa bên mía bay áo nọng nơ hắc áo cằn nơ bên phùa mía xóa trô chẳng hiểu muốn lại bố mẹ tưng tê chào bao phai đừng khâu phù dệt phát dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại chơi chung toàn bà mơ ai em muốn mi ba chàng kinh chàng rô bố mẹ chôm măng bàn tay mi ba mơ khăn khót cầu tam chung khăn lô bê lô bà em coi bánh nhau cần cất cung cử môn sẽ thay dệt ná liêng cần ai tình nóng pa nóng dễ xuân phát xuân bó khám mùi khám bú hắc cần tao thầu đọng nơ toàn ba má chóc lầu trong muôn tan trầu trong phùa mía mơ mi lù mi tàu to cần toàn nà bóng nghe mưa ni bên phùa bên mía áo rộng nở hát áo cằn nở bên mía ai hâu coi hợp coi bánh nhau cằn cất cung cử muôn dệt hay dệt ná liêng cằn ai tình nóng pa nóng dễ xuân phát xuân bó khám mùi khám tu hát cằn tao thầu nóng nở toàn pa má chóc lầu trong muôn tàn trần trong phố mía mơ mi lù mi tàu to cần con nà bó mê mơ mi bên phố bên mía bay áo rộng nở hát áo cần nở bên phố mía xóa chua bay áo rộng nở hát áo cần nở bên phố mía xóa
kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc Camera Văn Hoàn. Quang Hòa xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn. Quang Hòa chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera.